chẳng quán như thế, gọi là tà quán. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi, Pháp Dương Tử ở trong chúng liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Thế Tôn, nên gọi kinh này là kinh gì? Con và chúng sanh phải phụng trì như thế nào? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Kinh này gọi là Đại Phật Đảnh Thuần Trắng Chẳng Ô Nhiễm Vô Thượng Bảo Ấn Mười Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, cũng gọi là Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A Nan và Tánh Tỳ Kheo Ni trong hội này, Đắc Tâm Bồ Đề. Vào Biển Biến Tri cũng gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Dương. Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú cũng gọi là Quảng Đảnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm, các ngươi nên phụng trì. Thời A Nan và đại chúng nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn chẳng ô nhiễm và được nghe những danh hiệu liễu nghĩa của kinh này, đốn ngộ diệu lý của thiền đan, tiến tu các thánh vị, tâm niệm rỗng lặng, dứt trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại khéo khai phá những mê hoặc di tế của chúng sanh, khiến con hôm nay thân tâm an lạc, được lợi ích lớn. Thế Tôn, nếu diệu tâm sáng tỏ này viên mãn cùng khắp, như thế cho đến đất đai, cỏ cây, sâu bọ, hàm linh, bản tánh chân như, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, vậy Phật thể chân thật, tại sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Thế Tôn, lục đạo này vốn tự có hay là do tập khí hư vọng của chúng sanh mà sanh khởi? Thế Tôn, như Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương, Trì Giới Bồ Tát lén hành dâm dục, giọng nói hành dâm chẳng phải sát sanh và trộm cắp, chẳng có nghiệp báo. Nói xong, nơi nữ căn liền sanh ngọn lửa lớn, rồi từng đốt xương lại bị bừng cháy đọa ngục A Tỳ. Như vua Lưu Ly và Tỳ Kheo Thiện Tinh, Lưu Ly thì giết hại hết dòng họ Cù Đàm, Thiện Tinh thì giọng nói tất cả pháp đều không, đoạn diệt không, đang sống bị đọa vào ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay chẳng định? Mỗi người gây nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả hay là tất cả tự nhiên? Xin Phật rủ lòng đại từ, khai phá gu dại, khiến tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa quyết định, quan hỷ phụng hành, giữ gìn chẳng phạm. Phật bảo A Nan: Lành thay câu hỏi này, khiến các chúng sanh chẳng mắc tà kiến. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà nói. A Nan, bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chân thật trong sạch, vì vọng kiến mà vọng sanh tập khí, do đó chia thành nội phần và ngoại phần. A Nan, nội phần tức là phần trong của chúng sanh, do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình. Vọng tình tích chứa không thôi, sanh ra ái thủy, nên chúng sanh hãy nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước miếng, nhớ đến người xưa hoặc thương hoặc giận thì chảy nước mắt, tham cầu của báo trong tâm ham muốn, cả mình đều thấm nhuần nước tham. Tâm tham dục thì hai căn nam nữ tự nhiên chảy dịch. A Nan, những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước là đồng, tánh nước thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên sa đọa, gọi là nội phần. A Nan, ngoại phần tức là phần ngoài của chúng sanh, do lòng khao khát phát ra vọng tưởng chứa mãi không thôi, sanh ra thắng khí, nên chúng sanh hãy tâm giữ giới cấm thì cả thân nhẹ nhàng, tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng dũng, tâm muốn sanh cõi trời
thì chim bao thấy bay lên. Tâm nhớ cõi Phật thì thắng cảnh thầm hiền. Phụng sự thiền tri thức thì tự khinh thân mạng. A Nan, những vọng tưởng dù khác, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là đồng. Bay bổng chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, gọi là ngoại phần. A Nan, tất cả sanh tử tương tục trên thế gian. Sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp. Đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm. Các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra. Sống thì thuận, chết thì nghịch. Hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuần tưởng thì bay lên, ác sanh cõi trời. Nếu cái tâm bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ và mười phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh. Tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ dương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Trong đó, nếu có thiện tâm thiện ngộ, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới, hoặc hộ trì thần chú và người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau, chẳng bay, chẳng chìm, sanh nơi cõi người. Tưởng sáng suốt thì thông minh, tình ám muội thì ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, đọa vào súc sinh. Nghiệp nặng thì làm loài có lông, nghiệp nhẹ thì làm loài có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng thì chìm dưới thủy luân, sanh nơi quả luân. Thân làm ngạ quỷ, thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy. Dầu được uống nước cũng hóa thành lửa, nên nói bị nước hại. Trải qua trăm ngàn kiếp chẳng thể ăn uống. Chín phần tình, một phần tưởng thì đọa dưới quả luân, thân vào giữa phong luân và quả luân. Nghiệp nhẹ thì vào ngục hữu gián, nghiệp nặng thì vào ngục vô gián. Thuần tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu tâm chìm sâu, có phỉ báng đại thừa, phá giới cấm của Phật, cuồng vọng thuyết pháp, hư tiêu tính thí, lạm nhận cung kính, hoặc phạm ngũ nghịch, thập trọng cấm, thì lại phải sanh khắp ngục A Tỳ mười phương. Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng phần. Nhưng trong cộng nghiệp, mỗi người đều có biệt nghiệp của mình. Tùy theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau. A Nan, những điều kể trên đều do nghiệp của chúng sanh tự chiêu cảm, tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo. Sao nói thập tập nhân? Một là dâm tập giao tiếp, phát nơi cọ sát lẫn nhau, cọ mãi không thôi. Thế nên trong đó phát ra ngọn lửa hồng, như người dùng hai tay cọ sát thì tướng ấm hiện tiền. Hai tập khí đốt nhau mới sanh những việc dường sắc trụ động. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục quả. Bồ Tát xem dục như hầm lửa phải tránh. Hai là tham tập giao kế. So đo tham cầu, phát nơi thu hút lẫn nhau, hút mãi không thôi. Thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá. Như người hít hơi gió vào miệng thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau mới chịu những khổ của địa ngục hàng băng. Mười phương Như Lai xem việc tham cầu đồng như tham thủy. Bồ Tát xem tham cầu đồng như tham thủy. Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh. Ba là mạng tập giao lăng, lấn ép nhau, phát nơi ỷ thế, lấn áp không thôi. Thế nên có sự cãi giả tranh chấp, quậy nước thành sóng, như người tự liếm miệng môi, chảy ra nước miếng. Hai tập khí chọi nhau mới sanh những việc sông huyết, sông tro, gác nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước si. Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tranh. Bốn là sân tập giao xung. Xung đột nhau,
phát nơi chống đối. Chống mãi không thôi, tâm nóng nảy phát lửa, đúc khí thành kim loại. Thế nên có những việc đao sơn, kiếm thụ, rìu, búa, thương, cưa, như người bị hàm quan thì sát khí nổi lên. Hai tập khí đụng nhau mới sanh những việc khiến cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đánh, đập, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự sân hận như dao gươm bén, Bồ Tát xem sân hận như chém giết phải tránh. Năm là trá tập giao dụ, dụ dỗ nhau, phát nơi quyến rũ, lôi kéo không thôi. Thế nên có những việc dây, cây, thòng lòng, căng nọc, như nước thấm ruộng thì cỏ cây sanh tưởng. Hai tập khí kéo nhau mới sanh những việc gông, cùm, xiềng xích, roi gậy, đòn, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự dối trá đồng như gian tặc, Bồ Tát xem dối trá như beo sói phải sợ. Sáu là cuồng tập giao khí, lừa gạt, phát nơi phỉnh gạt, gạt mãi không thôi, buông tâm gian dối. Thế nên có đất bụng, đại tiểu tiện, các thứ ô uế như bụi theo gió, chẳng có chỗ thấy. Hai tập khí dìm nhau mới sanh những việc chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp giết, Bồ Tát xem sự lừa gạt như dẫm rắn độc. Bảy là toán tập giao hiệp, hiềm khích, phát nơi sân hận. Thế nên có sự quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, củi nhốt, rọ nhốt, đẩy bọc, như người nhiễm độc ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau mới sanh những việc ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, tóm, xiết, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự thù quán đồng như quỷ di hại, Bồ Tát xem thù quán như uống rượu độc. Tám là kiến tập giao minh, kẻ thông minh ham kiến chấp, như năm thứ ác kiến và các nghiệp tà ngộ, phát nơi chống trái lẫn nhau. Thế nên có các cấp quan lại nắm giữ hồ sơ văn bản đối chứng, như người đi đường qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao sen mới có thiện ác đồng tử, tay cầm hồ sơ văn bản điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra khảo, thẩm vấn, vân vân. Mười phương Như Lai xem ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát xem những kiến chấp hư vọng như vào hố độc. Chín là uổng tập du dạ, giao sen phát nơi du khống phỉ báng. Thế nên có hộp sơn, hộp thạch, cối nghiền, cối xay, như kẻ dèm pha du quan người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau mới sanh những việc áp giải, đè đập, ép quyết, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự du dạ đồng như cọp dèm xỉm, Bồ Tát xem sự du dạ như bị sấm sét. Mười là tụng tập giao khuyên, thưa kiện cãi giả, phát nơi che giấu tội lỗi. Thế nên có gương soi, đuốc chiếu, như đứng giữa mặt trời, chẳng thể giấu bóng. Hai tập khí phô bày lẫn nhau mới sanh ra những việc ác hữu, nghiệp kính, quả châu, phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệm, vân vân. Mười phương Như Lai xem sự che giấu đồng như hiểm tặc, Bồ Tát xem sự che giấu như đội núi cao đi trên biển cả. Sao nói lục giao báo? A Nan, tất cả chúng sanh lục thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo đều từ lục căn mà ra. Sao nói ác báo từ lục căn mà ra? Một là kiến báo, chiêu cảm ác quả. Khi kiến nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục A Tỳ. Phát minh hai tướng, một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì, sanh hoảng hốt vô cùng. Như vậy, thấy lửa đốt thính giác thì thành chảo dầu sôi, nước đồng chảy,
đốt khứu giác thì thành khói đen.